Mỗi ngày làn da bị tấn công bởi hàng chục loại hóa chất, bụi bẩn, ô nhiễm khiến cho hệ thống bảo vệ tự nhiên của làn da bị suy yếu, dẫn đến các vấn đề khác như nhạy cảm như là kích ứng, nám da và lão hóa. Mới đây thì một hội nghị quốc tế về làm đẹp được tổ chức tại Hà Nội cung cấp thêm cho người tiêu dùng các giải pháp làm đẹp cho da. Tại hội nghị, dòng sản phẩm mới của Murad, một trong những thương hiệu chăm sóc da hàng đầu tại Mỹ, đã giới thiệu tại Việt Nam. Trong đó, thì các xu hướng mới sử dụng khoáng chất chống nắng, phấn nước, hút dầu và dòng sản phẩm chuyên giải độc cho da. Các chuyên gia về mỹ phẩm đến từ Hollywood đã chia sẻ ba xu hướng mới nhất được ưa chuộng tại nhiều quốc gia phát triển. Đó là công nghệ mới về chống nắng, chất khoáng, giải độc khẩn cấp làn da ở đô thị và phấn nước hút dầu. Các sản phẩm này giải quyết mối quan tâm hàng đầu hiện nay chính là ô nhiễm môi trường, độc tố trong không khí và ánh sáng tia bức xạ là những nguyên nhân gây lão hóa và nám da. Mình là một người rất là khó tính trong vấn đề lựa chọn sản phẩm của mình. Và khi đến với sản phẩm này thì mình đã lựa chọn và đi tham khảo mất cả một năm trời thì mình mới bắt đầu là lựa chọn sản phẩm này. Đây là một trong những dòng sản phẩm đầu tiên mà mình cảm thấy rất là yêu thích, bởi vì là nó có cả sản phẩm viên uống bên trong, có cả sản phẩm thoa bên ngoài. Mình rất thích sản phẩm này, mình rất yêu sản phẩm này và giới thiệu với các bạn rằng trong 3 năm làm đại lý thì cả 3 năm liền thì mình đều là cái đại lý Platinum của Murad, và mình cảm thấy là rất là hãnh diện và rất là vinh dự về điều này. Mỹ là đất nước đi đầu trong cái vấn đề về các cái vấn đề công nghệ. Câu chuyện thứ hai nữa là mình là một trải nghiệm mà trong quá trình làm được 7 cho đến 8 năm rồi, thì các cái vấn đề về các hãng mà người ta sử dụng trong cái vấn đề điều trị và chăm sóc da trên thế giới nó đang rất là nhiều. Chỉ có cách là bạn phải trải nghiệm và dùng thực sự nó và tìm hiểu rõ các cái nguồn đến và tham khảo các cái công nghệ. Thực ra sản phẩm Murad là có lâu trên thị trường rồi, nhưng mà để tìm hiểu sản phẩm Murad để đưa về thành phố Tuyên Quang cho mọi người sử dụng thì bản thân chị là người sử dụng đầu tiên, và bản thân chị là người cảm nhận là khi mình sử dụng sản phẩm Murad thì là cái bản cơ thể mình, con người mình trẻ ra, trẻ trung, năng động hơn so với tuổi của mình. Và chị đã giúp cho rất nhiều những người bạn, những người khách hàng của tỉnh Tuyên Quang, người ta tiếp cận với Murad và người ta sử dụng sản phẩm Murad, và phản hồi của khách hàng rất là nhiều phản hồi rất là tốt. Mà sản phẩm của Murad thì thiên về là chăm sóc sức khỏe từ bên trong, và khi bên trong chúng ta khỏe mạnh thì đương nhiên da chúng ta sẽ đẹp. Hiện nay thì trên thị trường ấy thì nó tràn lan rất là nhiều loại mỹ phẩm cũng như là các cái sản phẩm chăm sóc da. Thì vì vậy là tôi có một lời khuyên duy nhất cho tất cả mọi người, đấy là các bạn hãy lựa chọn thật kỹ càng trước lúc quyết định sử dụng bất cứ một sản phẩm nào trên làn da của mình, bởi vì là cái da của mình thì không phải là một cái địa điểm để mà thử nghiệm tất cả những loại khác. Và quan trọng hơn cả là bạn phải lựa chọn một sản phẩm nó có uy tín, chất lượng, và đặc biệt là nó đã được các cái cơ quan y tế nó kiểm định rõ ràng. Và đặc biệt đối với thị trường Việt Nam thì sản phẩm của Murad nó nghiên cứu đặc biệt dành cho làn da của người châu Á nói chung và làn da của người phụ nữ Việt Nam nói riêng, cho nên là chị em cũng thoải mái tin tưởng khi lựa chọn dùng sản phẩm của Murad. Sản phẩm Murad thì nó có từng size, từng line hàng phù hợp với cả từng điều kiện kinh tế của khách hàng. Vâng. Ví dụ như mà điều kiện kinh tế dân văn phòng vừa phải thì mình vẫn lựa chọn được sản phẩm để sử dụng, không quá đắt tiền đâu. Murad thì có những sản phẩm dành riêng cho nam giới, hỗ trợ tăng cường sức khỏe bên trong và bên ngoài. Ví dụ có những line hàng thì bảo vệ da và làm cho da nó trắng sáng, rạng rỡ hơn. Trong quá trình mà em làm spa và nghiên cứu về các cái sản phẩm làm đẹp mà rất là nhiều loại sản phẩm khác nhau, thì khi mà nghiên cứu đến Murad thì thực tế là em đã vô cùng hài lòng, vì với Murad thì không chỉ là đem lại một cái vẻ đẹp ở bên ngoài mà còn là một cái sức khỏe tổng thể ở bên trong, và Murad đã cho em nhiều hơn cả mong đợi của em. Bay từ đây sang Mỹ, xong bước vào sân khấu hát liền lập tức 20 bài, rồi lội ngược ra sân bay đi về Việt Nam liền cách dễ dàng nhanh nhẹn. Đó là những có nhiều yếu tố khác nhau, trong đó Murad là một sự đóng góp rất là thiết thực. Bằng sau 1.5 năm trước đây, khi đi Mỹ và được người thân bên đó giới thiệu cho xài thử, thì nói ok, đàn em đang có xài, thậm chí em có xài những cái sản phẩm mà Việt Nam không có luôn cơ, đó là dầu gội đầu của Murad cũng không có luôn.
Thì em sợ cái này nói ngạc nhiên quá thì nó là một sự vô tình, và chắc chắn 100% là Murat cũng đã nhìn thấy được cái sức ảnh hưởng của Hưng nhất định để cùng với Murat mang đến những điều tốt đẹp cho những người tiêu dùng tại Việt Nam. Sau khi xài xong thì bạn cảm thấy rất bất ngờ, bởi vì mình không nghĩ là mình có thể xài được cái mỹ phẩm như vậy. Và sau đó các bạn đã chủ động liên lạc với bên Murat để kiểm tra cái da của bạn như thế nào để khắc phục. Và sau đó thì bên Murat đã bảo vệ cho cái ngoại hình của bạn từng ngày một, và rất kiên trì trong vài tháng. Và tất nhiên sau khi đã được bảo vệ xong thì Mỹ Văn phải tiếp tục lại công việc, và vẫn phải phơi nắng tiếp, rồi phải ra ánh sáng, rồi phải bị tác hại của xung quanh tiếp. Thì Mỹ Văn cũng phải đồng hành cùng với Murat để giúp cho Mỹ Văn có thể an tâm hơn trong việc của mình. Ngoài cái mục đích phục vụ nhu cầu của nam giới đẹp hơn, khỏe hơn và tự tin hơn, thì Murat cũng đã tung ra những sản phẩm vô cùng đặc biệt. Và Hưng cũng đã vô tình đã chọn uống cách đây 2 năm rồi. Đó, chọn những cái sản phẩm ở đây nó vô tình thôi, ở trong những cái sản phẩm, những cái túi tiêu dùng của Hưng hàng ngày sinh hoạt thì đã có, thì nó một sự vô tình rất đặc biệt và cuối cùng có duyên để gặp được người Murat. Nghĩ là giờ phút này những người đàn ông có thể cho phép mình sáng sủa, sạch sẽ, thơm tho, được hấp dẫn được đối phương, hấp dẫn được đối tác, ký một tờ giấy để nhìn cái người đối tác của mình có đáng tin cậy hay không, cái diện mạo bên ngoài. Và đây sử dụng bài